Xin chào quý vị và các bạn nhà đầu tư. Trong khuôn khổ buổi livestream hàng tuần vào 9 giờ tối chủ nhật thì hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn một cái chủ đề mà được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm cũng như nó phù hợp với đa phần các nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán hiện nay. Đó là đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức, chiến lược nào cho năm 2020 đến năm 2025. Trước tiên, về cái nội dung hôm nay tôi trình bày gồm có 5 nội dung chính như sau. Thứ nhất là đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức, tại sao chúng ta lại phải làm vậy, hoặc tại sao nó có hiệu quả. Thứ hai, những đặc điểm và lưu ý trong đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức. Thứ ba, các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu trong đầu tư nhận cổ tức. Thứ tư, những cổ phiếu đáp ứng được trong vòng 5 năm tới là những cổ phiếu nào. Và thứ năm, tôi sẽ giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc và những cái trao đổi của quý vị và các bạn. Trước tiên, đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức có gì hay? Thì lãi suất ngân hàng ngày càng có xu hướng thấp hơn, gửi ngân hàng sẽ ngày càng kém hấp dẫn hơn. Trong khi nếu đầu tư nhận cổ tức của những cái cổ phiếu ổn định thì lợi suất nó không những không giảm mà thậm chí còn có thể tăng theo thời gian. Như chúng ta đã biết, ở Nhật Bản, lãi suất tiền gửi còn âm cơ. Tức là quý vị mang tiền đi gửi ở ngân hàng sẽ bị ngân hàng trạc một mức phí, thậm chí lên đến 1-2%. Tức là sau một năm thì số tiền của quý vị và các bạn chỉ còn 98% thôi chẳng hạn. Hay như ở châu Âu thì những năm gần đây, cái lợi suất cũng bắt đầu âm. Và ở Mỹ thì lợi suất đang tiến về không. Do đó, cái kênh gửi ngân hàng trở nên rất là kém hấp dẫn. Ở Việt Nam, sở dĩ gửi ngân hàng vẫn thu hút được mọi người trong những năm qua bởi vì gửi ngân hàng có lợi suất tương đối cao và có lãi suất thực dương. Tức là giả định gửi ngân hàng ở Việt Nam những năm vừa qua được 7% một năm thì lạm phát đâu đó nó khoảng độ 4% một năm. Như vậy chúng ta vẫn có cái lãi suất thực khoảng 3% một năm. Do đó cái kênh gửi ngân hàng vẫn còn hấp dẫn. Tuy nhiên như chúng tôi đã trao đổi về xu hướng rất dài hạn thì lãi suất có xu hướng giảm. Đó. Và đặc biệt là chúng ta nhìn các cái nước xung quanh chúng ta thì biết khi nền kinh tế phát triển mạnh hơn và cái tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn, cái nhu cầu về tín dụng, về tiền của các doanh nghiệp về cơ bản nó không nhiều nữa. Do đó, cái việc lãi suất giảm là một điều tất yếu. Có những trường hợp nếu Việt Nam mà phát triển không thành công chẳng hạn, thì chúng ta bị lạm phát phi mã, chúng ta bị kinh tế tồi tàn thì có thể lãi suất cao hơn. Tuy nhiên lúc đó thì lạm phát nó còn cao hơn rất nhiều cơ. Thứ hai, đó là khi đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức thì nó mang lại cho chúng ta một nguồn thu nhập khá ổn định và tương đối cao. Cái danh mục đầu tư cổ tức của chúng tôi từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm lợi suất nó mang lại cho khoảng độ 14% một năm. Có thể nói nó cao gấp đôi lợi suất ngân hàng và nó rất ổn định theo thời gian. Thứ ba, đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức là những khoản đầu tư được đảm bảo giá trị tốt nhất. Thì khi lạm phát phi mã chẳng hạn, thì các cái tài sản có xu hướng bị mất giá, tiền bị mất giá. Đó, các cái tài sản rủi ro bị mất giá. Nhưng mà cổ phiếu thì khác. Đó là cổ phiếu bù được cái sự mất giá đó. Ví dụ, khi lạm phát xảy ra, các cái sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ tăng giá để bù lại cái lạm phát đó. Và doanh nghiệp vẫn hưởng lợi từ cái việc lạm phát đó, chứ họ không hề bị mất giá như việc chúng ta nắm giữ tiền hay chúng ta gửi ngân hàng nếu ngân hàng trả lãi thấp hơn so với lạm phát. Và thứ tư, chúng ta khi đầu tư cổ tức còn có cơ hội có thể nhận được lợi suất kép nếu lãi suất giảm mạnh. Chúng ta hãy tưởng tượng như thế này. Ví dụ lãi suất là khoảng 7% thì PE của cổ phiếu được trả đâu đó khoảng độ 10 lần chẳng hạn. Thì khi lãi suất giảm về khoảng 3% thì PE nó có thể cao lên 20 lần. Mà trong khi lợi nhuận vẫn giữ nguyên thì tức là giá cổ phiếu của bạn có thể tăng 2 lần. Đây cũng là lý do giải thích vì sao ở Mỹ hay các nước phát triển PE của thị trường chứng khoán nó lên đến 20, 25 thậm chí hơn 30 lần. Trong khi PE của các cái nước phát triển đâu đó chỉ 10, 12 lần, 13 lần mà thôi. Đó là cái việc hưởng lợi lãi kép. Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt chúng ta có thể hưởng lãi
gọi là lãi triple, lãi 3 lần cơ. Nó không chỉ đơn giản đến từ việc chúng ta hưởng lợi từ nhận cổ tức, chúng ta hưởng lợi từ việc lãi suất giảm làm giá cổ phiếu tăng, mà nếu chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu có khả năng vừa trả cổ tức cao, vừa tăng trưởng tốt, thì chúng ta lại còn được hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận, tăng cổ tức hàng năm. Do đó giá nó cũng không những chỉ tăng theo chỉ số định giá PE, mà nó còn tăng theo cái việc cổ tức tăng, lợi nhuận tăng. Thì thành ra chúng ta có thể hưởng lãi triple pay. Đặc biệt những cái cổ phiếu chúng tôi đã từng hưởng được cái lãi suất như thế này, ví dụ như là Vinamilk chẳng hạn, từ 2011 đến 2014-15 chỉ trong vòng 3 năm cái lợi nhuận của Vinamilk tăng gấp hơn 2 lần. Nhưng mà đồng thời với đó cổ tức họ cũng trả tăng hàng năm rất là mạnh mẽ. Đó, giá cổ phiếu thì tăng âm ầm. Hay bên cạnh đó có một trường hợp khác thì đến bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ cổ phiếu, đó là trường hợp cổ phiếu FPT. Hàng năm trung bình cái cổ phiếu này mang lại cái cổ tức tăng 15% một năm. Ví dụ năm nay trả 2.000 thì năm sau 2.003, năm sau 2.007, năm sau 3.001, vân vân và vân vân. Thì cái lô đầu tiên chúng tôi mua cổ phiếu FPT từ năm 2013, lúc đó lợi suất cổ tức chỉ tính trên giá mua đâu có chưa đến 6%. Thì đến nay sau khoảng 7 năm thì lợi suất cổ tức nó đã lên đến khoảng gần 30%. Thì chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi, chúng tôi cho rằng cái lợi suất cổ tức của nó có thể lên đến khoảng độ 50% so với cái giá ban đầu chúng tôi đầu tư một cái cổ phiếu rất hấp dẫn để hưởng cổ tức. Chính từ những lý do trên thì đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức, chúng ta có thể xây dựng được một nguồn thu nhập thụ động tuyệt vời nếu chúng ta biết cách làm chuẩn. Thì đây chính là cái nguồn thu nhập cứu cánh cho chúng ta, hay là làm giàu cho chúng ta nếu cái công việc chính của chúng ta có nghỉ đi chẳng nữa. Tiếp theo, những đặc điểm và lưu ý khi đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức là gì? Thứ nhất, đó là đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức có rủi ro tương đối thấp so với các cái kênh đầu tư khác. Tất nhiên là nó cũng đã sẽ rủi ro hơn so với gửi tiết kiệm rồi. Nhưng mà so với việc đầu tư theo tăng trưởng hay đầu tư theo các cái trường phái khác, thì cái trường phái đầu tư này nó có rủi ro thấp. Thứ hai, lợi nhuận kỳ vọng ở mức vừa phải, không phải là làm giàu nhanh. Chúng tôi lưu ý là như vậy. Thì khi đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức, đa phần các doanh nghiệp không còn cái tốc độ tăng trưởng lớn nữa. Do đó, nó khó có thể tăng giá một cách phi mã nhanh chóng được. Mà khi chúng ta đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức, thì thường chúng ta chỉ kỳ vọng mức lợi nhuận đâu đó khoảng độ 10% một năm mà thôi. Tất nhiên, nếu ai có thể mua được cái vùng giá cổ phiếu rất hấp dẫn, rất thấp đối với những cổ phiếu cổ tức này, thì hoàn toàn chúng ta có thể đạt lợi suất khoảng 14-15% một năm trong dài hạn được. Nhưng điều đó là phải hết sức tinh tế và hết sức là kiên nhẫn chờ đợi những cái cơ hội hấp dẫn. Thứ ba, đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức thì phù hợp với đa phần mọi người. Đó, do đa phần các nhà đầu tư trên thị trường đều là những người làm những ngành nghề lĩnh vực kinh doanh khác. Chính vì thế cho nên cái thời gian để bám bảng, thời gian để chết đinh của họ không có nhiều. Đó, do đó việc đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức này không mất thời gian của quý vị và các bạn phải theo dõi bảng điện tử, phải giao dịch. Chính vì thế nó rất phù hợp với đa phần mọi người. Thứ tư, đầu tư nhận cổ tức nắm giữ lâu dài không thích hợp với những nhà đầu tư active trader, hay nói cách khác là những nhà đầu tư năng động. Họ muốn ra vào thường xuyên, họ muốn tận hưởng cảm giác mạnh, thì cái này không hề phù hợp, mà cái này nó tỏ ra rất nhàm chán là đằng khác. Tức là bạn chọn cổ phiếu tốt rồi chứ gì, chọn điểm giá mua, định giá tốt theo phân tích cơ bản, sau đó bạn cứ yên tâm mà nắm giữ để nhận cổ tức hàng năm. Có khi mỗi năm các bạn chỉ review lại một vài lần vào những cái thời điểm, ví dụ như cuối quý, giữa năm hoặc là cuối năm mà thôi. Tiếp theo, các tiêu chí nào để lựa chọn được những cái danh mục cổ phiếu nhận cổ tức vừa hiệu quả, vừa an toàn, lại mang lại lợi suất tương đối tốt? Đó là các tiêu chí sau. Một, ngành nghề kinh doanh phải ổn định hoặc tăng trưởng trong tương lai và cạnh tranh không cao. Thì chỉ có những doanh nghiệp trong những ngành nghề kinh doanh ổn định hoặc tăng trưởng thì mới mang lại lợi suất cho chúng ta tốt, mới mang lại dòng tiền và cổ tức tốt. Và nó chỉ có không cạnh tranh cao
thì doanh nghiệp mới có thể sống khỏe, sống dài được. Đó là nguyên tắc số 1. Nguyên tắc số 2 đó là đặc thù kinh doanh của các cái doanh nghiệp này phải mang lại dòng tiền lớn, ít tái đầu tư hoặc ít thâm dụng vốn lớn. Thì chỉ có như thế thì họ mới có được cái dòng tiền nhàn rỗi để trả cho cổ đông. Còn đối với một số doanh nghiệp mà cứ định mở rộng một chút lại phải đầu tư một lượng tiền rất lớn chẳng hạn, thì những doanh nghiệp ý về cơ bản không mang lại lợi ích cho chúng ta đáng kể. Đặc biệt là cổ tức thì sẽ rất ít, không ăn thua đâu ạ. Nguyên tắc thứ 3 đó là doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh rất mạnh thì mới có thể tồn tại lâu dài và trả cổ tức cho chúng ta mạnh mẽ, thậm chí cổ tức tăng trưởng theo thời gian cơ. Thì các cái lợi thế cạnh tranh một doanh nghiệp có thể có thì chúng tôi thống kê được 5 cái loại lợi thế doanh nghiệp này, lợi thế cạnh tranh này. Một doanh nghiệp chỉ cần có một hoặc hơn một lợi thế, càng mạnh thì càng tốt. Thì thứ nhất đó là tài sản vô hình có giá trị. Thì ở trường hợp này, ví dụ như là ở trên thế giới có hãng cà phê Starbucks chẳng hạn. Rõ ràng chị em cầm một cốc cà phê Starbucks đi ngoài đường sải bước rất tự tin, rất phong cách, rất cá tính. Bởi vì nó có thương hiệu rất là mạnh, nó thể hiện đẳng cấp của người uống cà phê. Tuy vậy, rõ ràng là cái nguyên liệu để làm nên cà phê đó thậm chí còn rẻ hơn những cái cà phê truyền thống cơ. Nhưng đó là họ bán thương hiệu, do đó họ có một cái biên lợi nhuận rất cao, hoặc họ có nhiều tiền hơn để họ sẵn sàng tung ra các cái chương trình quảng bá, quảng cáo một cách mạnh mẽ, hay là thuê những nơi sang chảnh để có thể bán sản phẩm của mình. Đó, hay ở Việt Nam, ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn, đó là rất đơn giản, đó là Vinhome chẳng hạn. Vinhome họ có thương hiệu rất mạnh, thế cho nên là cùng thì các cái vị trí tương đương với các cái công ty bất động sản khác, cùng thì dịch vụ, nhưng giá nhà Vinhome sẽ cao hơn, bởi vì quý vị ở trong đấy là thể hiện đẳng cấp của quý vị, ở cùng những cái người thành đạt. Đó. Còn lợi thế cạnh tranh thứ hai một doanh nghiệp tuyệt vời có thể có, đó là chi phí sản xuất thấp. Như ở Việt Nam có cổ phiếu Hòa Phát là một điển hình. Hòa Phát luôn có chi phí sản xuất thấp hơn các cái đối thủ khác rất nhiều, do đó biên lợi nhuận của Hòa Phát cao hơn đối thủ khác 10%. Ví dụ Hòa Phát bán 1 tấn thép giá 10 triệu đi, Hòa Phát lợi nhuận được 2 triệu lợi nhuận gộp, thì đối thủ khác chỉ có chưa đến 1 triệu thôi. Chính vì thế cho nên Hòa Phát có được cái lợi nhuận cao hơn những cổ phiếu khác. Bên cạnh đó, nhờ cái chi phí giá vốn thấp này mà Hòa Phát có thể chiếm lĩnh thị phần của các cái công ty khác và ngày càng khỏe hơn, ngày càng mạnh hơn. Do đó tiền cổ tức về cũng sẽ có thể ngày càng cao hơn. Hay như trường hợp Vinamilk cũng thế. Quý vị thử tưởng tượng rằng Vinamilk bán 50.000 tỷ đồng sản phẩm. Do đó với mỗi một cái thời lượng quảng cáo trên truyền hình chia cho 50.000 tỷ đồng thì nó tỏ ra rất nhỏ bé. Trong khi những cổ phiếu sữa khác, những công ty sữa khác doanh thu khoảng 2-3 ngàn tỷ chẳng hạn, thì thời lượng quảng cáo giá đều như nhau, nhưng mà chia cho 2.000 tỷ đồng doanh thu thì rõ ràng chi phí cao hơn rất nhiều. Hay cùng thì một nhà máy phục vụ cho một vùng, do Vinamilk chiếm 55% toàn bộ thị phần nhá, thế thành ra một nhà máy của họ lên đến cả tỷ lít sữa hay nhiều tỷ lít sữa, trong khi các nhà máy khác thì nhỏ bằng 1/10, 1/20 chẳng hạn, thì rõ ràng chi phí trên mỗi một lít sữa sản xuất ra của Vinamilk rất thấp. Hay trường hợp Vinamilk mà muốn chuyển sản phẩm của mình vào các cái chuỗi siêu thị lớn, thì rõ ràng một siêu thị lớn mà không có sữa Vinamilk nó không phải là siêu thị bán sữa rồi. Chính vì thế cho nên cái việc chiết khấu của Vinamilk khi đẩy vào các kênh ấy thấp hơn so với các cái hãng sữa khác rất nhiều. Từ những cái lý do trên mà cái biên lợi nhuận gộp của Vinamilk lên đến 45%, tức là bán được 10 tỷ sản phẩm thì có lợi nhuận gộp 4,5 tỷ, trong khi các hãng khác cao nhất là khoảng độ 2 đến 2,5 tỷ mà thôi. Đó là cái lợi thế cạnh tranh mà một doanh nghiệp tuyệt vời có thể có, lợi thế thứ hai. Lợi thế thứ ba đó là chi phí chuyển đổi cao. Tức là khi người ta sử dụng sản phẩm của bạn, để người ta chuyển đổi sang một sản phẩm khác thì người ta sẽ phải mất rất nhiều các cái chi phí và khó chịu liên quan. Ví dụ tôi đang dùng cái hệ điều hành của Windows, nếu mà bảo tôi gỡ Windows để dùng một cái hệ điều hành của một cái hãng nào đó chẳng hạn, thì thực sự với tôi là một sự tra tấn. Bởi vì tôi đang làm rất quen với cái hệ điều hành này, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi. Do đó cái chi phí chuyển đổi này đối với tôi nó rất cao. Ở đây không chỉ là tiền mà còn chi phí cơ hội và nhiều chi phí khác nữa. Hay ở Việt Nam có một công ty cổ phần phần mềm kế toán Misa chẳng hạn,
Nếu mà các doanh nghiệp sử dụng phần mềm của kế toán Misa sau đó mà họ chuyển đổi ra một thằng khác thì vô cùng là phức tạp. Họ phải thay đổi cả cái hệ thống đó. Do đó họ không dại gì mà thay đổi cả với chi phí rất cao. Chính vì thế cho nên Misa có thể hưởng lợi khá bền vững từ những doanh nghiệp có sẵn như thế. Hay là trường hợp của FPT chẳng hạn, nếu bạn mua cái bộ phần mềm của FPT, sử dụng phần mềm của FPT, hệ thống phần mềm của FPT, thì khi bạn muốn sửa chữa hay bạn muốn nâng cấp thì tốt nhất hãy nhờ FPT họ làm cho, bởi vì đấy là hệ thống của họ, họ làm một cách rất là đơn giản và chi phí thấp. Còn nếu bạn muốn đập đi xây lại, thuê một thằng khác vào chẳng hạn, thì bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí và cực kỳ phức tạp. Thì đấy là cái lợi thế cạnh tranh thứ ba mà một doanh nghiệp tuyệt vời có thể có. Và lợi thế cạnh tranh thứ tư đó là ngành hiệu quả. Tức là ở trong ngành có một số ông hoạt động thế thôi, không một ông nào chen chân được vào mà cạnh tranh cả. Thì với cái lợi thế này thì các doanh nghiệp cũng có hưởng được các cái lợi nhuận một cách gọi là bền vững và lâu dài. Tôi lấy ví dụ trong cái lĩnh vực viễn thông, cước gọi di động chẳng hạn, có kiềng ba chân gồm Viettel, Mobifone, Vinaphone, thì bất kỳ một doanh nghiệp lĩnh vực khác nhảy vào thì không có cửa cho nó, bởi vì nó đã phân chia một cách rất là thành công thị phần rồi. Bởi vậy các doanh nghiệp trong ngành này cứ thế mà hưởng lợi một cách đều đều mà thôi, trong khi không phải tốn quá nhiều các cái chi phí liên quan khác. Hoặc là ví dụ như các cái công ty bán nước sạch ở Hà Nội hay ở Sài Gòn hay ở Đồng Nai hay ở Bình Dương chẳng hạn, đúng không? Khi họ đào cái đường ống nước đến nhà quý vị, bán nước cho quý vị, thì chắc chắn không có một thằng thứ hai đào một đường ống để cạnh tranh với họ cả, bởi vì ngành này chỉ dành cho họ thôi, họ đi trước rồi, không có người khác cạnh tranh. Vì thế các cái doanh nghiệp nước chẳng hạn có lợi nhuận rất bền vững và chắc chắn, và lại còn tăng trưởng trong tương lai tốt cơ. Và lợi thế cuối cùng đó là lợi thế nhờ mạng lưới. Thì ở Việt Nam hiện nay chưa xuất hiện nhiều doanh nghiệp có cái lợi thế này. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu như thế này: khi chúng ta dùng càng nhiều các cái sản phẩm dịch vụ này thì chúng ta thu được càng nhiều giá trị, và khi có càng nhiều giá trị thì chúng ta lại càng muốn sử dụng nhiều. Cụ thể như là cái mạng TikTok này, hay là mạng Facebook này, hay một số cái Twitter hay là Instagram chẳng hạn. Khi chúng ta post một post lên Facebook, chúng ta có 100 like, 200 like, chúng ta lại tương tác với mọi người. Thế là dần dần các cái post của mình nó được quan tâm, được like, được chia sẻ nhiều hơn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thỏa mãn nhiều hơn. Thay vào đó, nếu chúng ta phải chuyển đổi một cái công ty khác, một cái mạng xã hội mới khác chẳng hạn, thì chúng ta post, chúng ta các bạn nữ post ảnh chẳng hạn, chỉ được độ 5-3 người vào thích, vào comment, thì nó sẽ rất là không thú vị bằng việc duy trì ở các cái sản phẩm của các cái mạng xã hội cũ như Facebook, đúng không ạ? Ví dụ như thế. Hay là như thế này, ở Vinhome chẳng hạn, khi chúng ta mua nhà Vinhome, chúng ta sử dụng trọn bộ dịch vụ trong đấy, tất cả các cái dịch vụ tiện ích đi kèm, bệnh viện, rồi là trường học, đúng không ạ, rồi là hồ bơi, rồi là rất nhiều trong đó, thì chúng ta sẽ không dễ gì mà chúng ta có thể sử dụng chuyển nhà ra chỗ khác để sử dụng cả. Bởi vì trong cái hệ thống Vinhome chúng ta này còn có cả chuỗi siêu thị, chúng ta có cả VinID, thậm chí là rất nhiều các cái tiện ích như đi du lịch, vân 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 vân. Đó là lợi thế nhờ mạng lưới. Và tiếp theo, thứ tư, các cái tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu, đó là ban lãnh đạo, quản trị điều hành phải ổn định và liêm chính. Chỉ có những ban lãnh đạo liêm chính, họ mới có thể làm vì lợi ích cổ đông, họ mới chia tiền cho cổ đông, chứ họ không trục lợi. Đó, chúng ta phải lưu ý như thế. Đặc biệt là chúng ta đi đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức thì đồng hành cùng họ lâu dài. Thế do đó phải cần đồng hành cùng những người liêm chính là như vậy. Và thứ năm, tỷ lệ chi trả cổ tức phải tương đối cao, tối thiểu cao hơn lạm phát đã. Và nguyên tắc của chúng tôi đầu tư là như này: cổ tức cộng với tăng trưởng kỳ vọng hàng năm của cổ phiếu phải lớn hơn 10% thì chúng tôi mới tham gia. Vậy thì những cái ngành nào có phù hợp, cổ phiếu nào phù hợp? Thì trước tiên về các ngành phù hợp, đầu tiên chúng tôi phải nói đến ngành điện. Đây là một ngành rất là có cầu cao hơn cung rất nhiều và sẽ duy trì được lợi thế trong rất dài hạn. Đó. Và trong ít nhất 5 đến 10 năm nữa, cung điện của Việt Nam không đủ với cầu được. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế lên đến 5 đến 6 đến 7% thì tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện cũng phải gần 10% một năm. Bởi vậy
các cái nhà máy điện, ví dụ nhiệt điện vân vân vẫn liên tục xây dựng mà vẫn chưa đáp ứng đủ được cái nhu cầu này, và Việt Nam hiện nay vẫn phải nhập khẩu một phần điện. Thứ hai đó là ngành nước. Thì ngành nước thì rõ ràng rằng một là xu hướng đô thị hóa đó, khiến cho những cái vùng sâu vùng xa hơn cũng có thể dùng nước sạch, thì tỷ lệ nước sạch sử dụng sẽ ngày càng cao hơn. Thứ hai là người dân sử dụng nước trên đầu người cũng ngày càng tăng mạnh hơn. Ví dụ ngày trước thì chúng ta tiết kiệm nước, chúng ta chỉ dùng một xô sơn để chúng ta tắm, sau đó dùng vòi hoa sen, sau đó dùng bồn tắm và lại có cả bể bơi. Thành ra nước tiêu thụ mỗi người cũng cao hơn rất nhiều. Rồi tiếp theo là Việt Nam có số lượng doanh nghiệp đang mở mới thuộc dạng tăng nhanh nhất thế giới. Cùng với đó là xu hướng FDI đổ vào Việt Nam cũng rất nhiều. Do đó các doanh nghiệp mở nhiều thì sẽ tiêu thụ rất nhiều nước. Và đặc biệt đối tượng này là những đối tượng mua buôn nước nhưng với giá cao gấp đôi giá bán lẻ. Thì ở Việt Nam chúng ta, những người dân là đang được chính phủ bảo trợ đấy ạ. Chính phủ bảo kê giá nước thấp bằng nửa so với các doanh nghiệp phải mua. Thì đặc biệt các doanh nghiệp mà cung cấp nước cho các cái công ty hoặc các cái hộ kinh doanh thì họ rất thích. Bởi vì thứ nhất là số lượng lớn, thứ hai không bị thất thoát, thứ ba giá này còn cao gấp đôi so với bán lẻ cho chúng ta cơ. Và tiếp theo đó là các doanh nghiệp cảng biển. Thì các doanh nghiệp này đơn giản chỉ mất chi phí đầu tư ban đầu cái cảng rất lớn thôi. Sau đó thì cái dòng tiền của họ rất là đều và rất là lớn. Vì ở Việt Nam đặc thù những cảng biển này thường rất có lợi thế. Cho dù cũng vẫn nhiều hơn cầu thôi, nhưng mà họ cũng mang lại những cái dòng tiền rất ổn định. Và thứ tư chúng tôi muốn nói đến đó là ngành công nghệ thông tin nhá. Nó khác với công nghệ. Về công nghệ thì khá rủi ro, nhưng về công nghệ thông tin, tức là cung cấp các cái dịch vụ về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp công nghệ và cho các doanh nghiệp khác trong ngành, thì nó như một lĩnh vực vô cùng thiết yếu vậy, và có xu hướng tăng trưởng trong tương lai rất mạnh mẽ. Và đặc thù ngành này là một ngành không thâm dụng vốn lớn. Đối với các công ty công nghệ thông tin, họ chỉ cần thuê thêm chỗ làm, đặt thêm cái máy tính là họ bắt đầu có thể tuyển nhân sự vào, có thể làm việc một cách nhanh chóng và đầy đủ, mà không phải xây những cái nhà máy vô cùng lớn, xây những cái gọi công trình vô cùng là nhiều tiền đó. Do đó là những doanh nghiệp này vừa có thể tăng trưởng vừa trả cổ tức rất tốt. Và tiếp theo đó là ở lĩnh vực xử lý rác thải chẳng hạn, thì đây là một lĩnh vực khá mới nhưng mà nó đầy tiềm năng và mang lại lợi nhuận rất cao trong quá khứ ở các cái nước phát triển, và ở Việt Nam bây giờ cũng manh mún lên cái ngành này và rất hiệu quả. Đó. Tiếp theo tôi ví dụ một cái ngành rất là buồn cười nhưng mà nó rất thú vị, đó là ngành mai táng chẳng hạn. Thì rõ ràng xu hướng ở Việt Nam hiện nay, thay vì địa táng bây giờ người ta hỏa táng nhiều hơn rất nhiều. Ngày xưa thay vì là gia đình rồi là những người thân rồi họ hàng họ đến họ làm giúp, đúng không? Họ khênh giúp, họ tổ chức tang lễ cho. Tuy nhiên bây giờ người ta lại đi thuê nhiều hơn rồi, đúng không ạ? Rồi là bây giờ cái đất nghĩa trang đấy, người ta bán với cái giá nó còn cao gấp nhiều lần so với đất ở của người sống cơ. Và các cái dịch vụ tang lễ bây giờ nó phổ biến và nó rất là đa dạng. Người sống có gì thì người chết cũng có như thế. Bởi vậy cái lĩnh vực này rất là tuyệt vời. Ngoài ra các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này, nếu họ đã được cấp phép ở một địa bàn thì gần như không có doanh nghiệp nào cạnh tranh với họ ở trên cái địa bàn đó cả. Và từ các cái ngành trên thì chúng tôi liệt kê ra một số cổ phiếu theo quan điểm chủ quan của chúng tôi nhé. Gồm có 20 mã sau như là PPC, NT2, HND, QTP, TDM, BWE, PLX, RE, FPT, VSC, VCS, Đình Vũ, VHC, Cảng Đà Nẵng, GAS, VNM, MBB, ACB, C32, Phú Tài. Tất nhiên còn rất nhiều mã nữa chúng tôi chưa liệt kê vào đây, đúng không ạ? Và sau đây thì tôi sẽ đến phần gọi là hỏi và đáp, thì để trả lời các cái câu hỏi của các bạn thì như sau. Trước tiên là đối với câu hỏi của bạn Quân Phạm, PPC đánh giá kỹ như thế nào? Đó, thì chúng tôi nêu ra đây. Thứ nhất, ngành của PPC là ngành điện thì ổn định và tăng trưởng bằng khoảng GDP, sấp xỉ bằng GDP. Thứ hai là đặc thù kinh doanh của ngành này là mang lại dòng tiền rất lớn và ổn định. Thứ ba, lợi thế cạnh tranh của ngành này thì rất mạnh, và đây là lợi thế cạnh tranh nhanh hiệu quả, tức là không có thằng khác mà nhảy vào đè bạn ra mà bắt bạn phải giảm lợi nhuận, giảm doanh thu cả. Thứ tư nữa, về quản trị công ty của PPC thì tương đối tốt, đó là một doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thế thành ra quản trị là tương đối tốt đấy nhá.
Bài thứ 5 là cổ tức tiền mặt, chúng tôi cho rằng trung bình trong dài hạn có thể đạt khoảng 2.800 đồng một cổ, bởi vì EPS của PPC trung bình trong dài hạn có thể đạt khoảng 3.500 đồng một cổ. Thế do đó trừ các cái chi phí phúc lợi đủ thứ thì chúng ta sẽ nhận được cái cổ tức đâu đó nó khoảng 2.800 đồng một cổ phiếu. Do đó cổ phiếu này định giá phù hợp khi nói tóm lại từ 20 đến 24 chẳng hạn, 25 chẳng hạn. Quý vị mua thì quý vị được mỗi năm có thể hơn 10%. Tiếp theo, để quý vị có được lợi nhuận cao hơn với PPC thì hãy mua càng thấp càng tốt nhé. Đó. Và tăng trưởng thì rõ ràng là PPC đã hoạt động ở các nhà máy điện chính của PPC do rất lâu rồi, máy rất cũ thì nó sẽ giảm công suất. Tuy nhiên bù lại đó là PPC đầu tư vào các cái doanh nghiệp nhiệt điện trẻ hơn như HND, như QTP và một số khoản đầu tư nhỏ khác thì nó lại có tăng trưởng lợi nhuận. Thế do đó chúng tôi đánh giá là nó đi ngay. Thứ hai là bạn Xuân Trường có hỏi TDM có gì hấp dẫn trong việc đầu tư cổ tức. Thì thứ nhất là về ngành thì đây là một ngành tăng trưởng cao hơn GDP rất nhiều. Ngành nước ở Việt Nam trung bình tăng trưởng khoảng hơn 10% một năm. Thứ hai là đặc thù kinh doanh thì ngành nước mang lại dòng tiền lớn. Thứ ba là lợi thế cạnh tranh thì đối với ngành nước thì cực mạnh, thậm chí mạnh hơn cả ngành điện do họ độc quyền cấp nước một địa bàn nào đó. Rồi việc tăng giá nước của họ trở nên dễ dàng hơn so với việc tăng giá điện rất nhiều. Bởi vì sao? Ví dụ nhà tôi mỗi tháng hết khoảng độ 50.000 đồng tiền nước thôi, trong khi tiền điện hết 1.500.000. Thì như vậy 1.500.000 tiền điện mà tăng 10% thì lên 1.650.000 chúng ta sẽ thấy rất lớn. Nhưng mà tiền nước 50.000 mà lên 55.000 thì chúng ta không thấy gì cả. Bởi vậy cho nên là ví dụ như TDM họ đã được tăng giá nước trong vòng 5 năm liền, BWE cũng thế. Đó, thì cứ tăng giá như vậy trong khi chi phí họ tăng không tương xứng. Bởi vậy lợi nhuận họ thu được sẽ tốt hơn, dòng tiền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo về quản trị công ty của TDM thì chúng tôi không đánh giá, bởi vì chúng tôi chưa đủ dữ liệu và tin cậy để đánh giá là tốt hay không. Về cổ tức tiền mặt thì năm 2019 là 1.000 và 2020 dự kiến là 1.200. Thì về tăng trưởng thì phải có thể đạt 20% trong vòng 5 năm tới. Như vậy nếu mà giả định định giá giữ nguyên thì lợi suất đầu tư vào TDM một năm hoàn toàn có thể trên 20%. Tiếp theo có bạn hỏi về cổ phiếu BWE đó như thế nào, thì tôi trả lời kèm luôn với TDM, đó là về tiêu chí ngành, đặc thù kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, rồi quản trị công ty, rồi cổ tức thì như nhau. Còn về tăng trưởng thì BWE chúng tôi cho rằng có thể tăng trưởng 10-20% một năm trong 5 năm tới. Thì đầu tư BWE cũng rất là phù hợp với chiến lược đầu tư để nhận cổ tức tăng. Tuy nhiên có một điều, BWE là đang đầu tư mở rộng rất mạnh, thế do đó là chúng ta có thể kỳ vọng cổ tức là tăng trưởng thấp hơn. Đúng không? Lợi nhuận thì có thể tăng trưởng cao nhưng cổ tức tăng trưởng thấp hơn trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà về dài hạn chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Tiếp theo, có bạn Nguyễn Thu Hiền có quan tâm đến cổ phiếu NT2. Thì thứ nhất ngành thì nó là ngành điện ổn định tăng trưởng bằng GDP. Đặc thù kinh doanh thì mang lại dòng tiền rất lớn. Lợi thế cạnh tranh thì tương đối mạnh và ngành hiệu quả. Quản trị công ty của NT2 cũng giống như PPC là một công ty nhà nước cổ phần hóa thành ra tương đối tốt. Về cổ tức bằng tiền trong dài hạn chúng tôi nghĩ rằng có thể đạt 2.000 đồng một cổ phiếu. Về tăng trưởng thì nó là đi ngang. Thế do đó là chúng ta định giá NT2 chẳng hạn đơn giản là khoảng 20.000 đồng. Thì như vậy quý vị mua được càng thấp hơn thì quý vị sẽ được càng được có cái lợi suất cao hơn. Bởi vì giả định giá hợp lý là 20 thì chúng ta mua 20 thì hàng năm chúng ta nhận được 10% cổ tức, đúng không ạ? Tức là 2.000. Nhưng mà nếu chúng ta mua 16, 17, 18 chẳng hạn thì chúng ta có thể lại ăn chênh lệch giá khoảng 2.000 nữa. Thế là lợi suất nó sẽ cao hơn rất nhiều. Tiếp theo PLX vì sao lại hấp dẫn dài hạn, thì có bạn Xuân Tắc Đỏ hỏi cái câu này. Thì tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là ngành thì của PVX, PLX thì tăng trưởng khá ổn định, tuy không cao ổn định từ 4-5%. Thứ hai là đặc thù kinh doanh nó mang lại dòng tiền lớn, ít thâm dụng vốn. Về lợi thế cạnh tranh thì nó siêu mạnh, đây là một trong doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mạnh nhất Việt Nam. Thì với vị thế độc quyền hơn 50% thị phần, chúng ta hãy thử tưởng tượng một cây xăng mở ở một cái địa điểm như PLX là hot hơn so với oil và các cái doanh nghiệp khác rất nhiều. Minh chứng qua việc là doanh thu trên mỗi cửa hàng của PLX cao gấp đôi so với các đối thủ khác. Khi họ mở được cây xăng ở một vị trí này chẳng hạn, thì để mở một cây xăng bên cạnh cạnh tranh là không có. Bởi vì theo quy định của nhà nước rất chặt chẽ là diện tích cây xăng phải rất lớn là thứ nhất. Thứ hai là cái khoảng cách giữa các cây xăng phải rất dài. Thứ ba là phải có trong bản đồ quy hoạch xây dựng cây xăng của Sở Công Thương, của Bộ Công Thương thì mới được xây dựng, chứ không phải muốn là xây dựng được. Thế do đó là về cơ bản nó không bị cạnh tranh. Bên cạnh đó
Một đặc thù rất hay là ở mỗi trạm xăng đó có thể tăng sản lượng bán thậm chí gấp rưỡi, gấp đôi, gấp hơn nữa, nhưng mà không cần phải đầu tư thêm cố định nhiều. Thế do đó là PLX thậm chí có thể tăng trưởng mà không cần phải đầu tư thêm đáng kể. Đó, đấy là một lợi thế tuyệt vời để mang lại dòng tiền rất tốt. Và về quản trị công ty thì chúng tôi cũng đánh giá đó là tương đối tốt. Thì đây là một công ty nhà nước cổ phần hóa, thì do đó đánh giá nó xuất sắc thì không thể được, nhưng mà nó có một cái hệ thống quản trị rất ổn định và được giám sát rất chặt chẽ, thì thành ra tương đối tốt. Vì sao lại tốt? Vì đơn giản chủ tịch mà có bị bắt hay bị làm sao chẳng hạn, các doanh nghiệp ấy, nhà nước ấy, thì doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt, thậm chí khỏe hơn. Do người mới lên thì họ hưng hực làm, họ lại đang ngại cái vấn đề liên quan đến tham nhũng. Còn doanh nghiệp tư nhân thì sao? Chủ tịch mà bị bắt chứ gì, rất dễ là doanh nghiệp thì sẽ ra đi mãi mãi. Còn về cổ tức tiền mặt thì trung bình 3 năm qua được 2.800 đồng. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong dài hạn thì cổ tức của PLX hoàn toàn có thể tăng thêm hàng năm, mỗi năm khoảng vài phần trăm gì đó. Nhưng chúng ta hãy tính là trung bình khoảng độ 2.800 đi. Thế à, tiếp theo là về tăng trưởng. Thì tăng trưởng đối với PLX như chúng tôi đưa lên ở trên thì khoảng 5% một năm. Ngành thì 4-5 nhưng PLX khoảng 5%. Bởi vì hàng năm PLX vẫn có cái thị phần tăng cao hơn bình thường một chút. Dạ. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng như vậy giá cổ phiếu PLX chẳng hạn hợp lý thì nó chắc là nó khoảng độ 50 chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thì quý vị và các bạn cần lưu ý những cái điều như đó. Như thế. Tiếp theo, bạn Phan Thành Nam thì có hỏi cổ phiếu RE giảm lợi nhuận năm 2019 có vấn đề gì không? Thì trao đổi với bạn vấn đề này. Thì đó là do năm 2018 RE có lợi nhuận quá cao từ cả kết quả đầu tư của nhiều năm trước là thứ nhất. Thứ hai là họ còn có lợi nhuận cao do họ thanh lý một số khoản bất động sản và một số khoản đầu tư mang lại lợi nhuận rất cao. Do đó năm 2019 khi không còn nhiều dự án mới đưa vào nữa, cộng thêm là không có cái lợi nhuận đột biến từ thoái vốn nhiều bằng 2018, vẫn có nhé nhưng không nhiều bằng, thì do đó là lợi nhuận giảm. Thì điều này thì hoàn toàn bình thường. Còn 2020 chúng tôi cho rằng lợi nhuận RE cũng rất có thể giảm tiếp do ảnh hưởng một phần bởi Covid, cộng thêm nữa là các dự án mà RE đầu tư thì chưa mang lại hiệu quả ngay trong 2020 mà phải đến 2021 cơ. Ví dụ như Vĩnh Sơn Sông Hinh chẳng hạn, thì cái nhà máy Thượng Con Tum thì chúng tôi cho rằng 2021 nó mới hoạt động full, thì do đó có thể nó mang lại lợi nhuận tốt hơn. Bên cạnh đó là các nhà máy điện gió có thể hoạt động vào 2021 và 2022. Thì do đó là cổ phiếu RE này thậm chí còn giảm lợi nhuận trong 2020 cơ. Nhưng về triển vọng dài hạn nó vẫn khá tốt. Và chúng ta xét đến các tiêu chí sau. Thứ nhất là về ngành, thì các cái ngành mà RE hoạt động thì tự có tăng trưởng, về cơ bản là có tăng trưởng. Về đặc thù kinh doanh là mang lại dòng tiền tốt, bị thâm dụng vốn. Nhưng mà RE dính một cái là bị thâm dụng vốn, do đó là cái dòng tiền của họ cũng tương đối tốt thôi, nhưng nó không quá nhiều. Bởi vì RE để mà đầu tư, mà muốn đầu tư mở rộng chẳng hạn, họ phải đầu tư rất lớn. Ví dụ văn phòng cho thuê chẳng hạn, bỏ ra cả tấn tiền để hàng năm có thể thu được vài phần trăm, đúng không? Chục phần trăm, hơn chục phần trăm, đúng không? Hay là dòng điện cũng thế, họ phải đầu tư các cái dự án điện rất lớn chi phí ban đầu, đúng không? Về lợi thế cạnh tranh của RE thì tương đối tốt, và đây là một doanh nghiệp đầu ngành cơ điện lạnh, họ số 1 Việt Nam nhé. Đầu tư vào lĩnh vực điện họ cũng làm top ở Việt Nam nhé, đúng không? Rồi là các cái lĩnh vực văn phòng cho thuê họ số 1 ở Việt Nam, vân vân. Về quản trị công ty thì đánh giá rất cao công ty này, rất tốt. Về cổ tức tiền mặt thì trong nhiều năm qua duy trì 1.600 đồng một cổ phiếu. EPS họ khoảng độ 5.500 đến 6.000 đồng một cổ phiếu. Và tăng trưởng trong 5 năm tới chúng tôi kỳ vọng khoảng 10% một năm. Thế do đó là giá cổ phiếu RE chẳng hạn phù hợp thì chúng tôi cho rằng nó cũng khá là cao đấy, đúng không? Khoảng độ 5-60 chẳng hạn thì chúng ta mua được càng rẻ càng tốt. Đó. Tiếp theo là đối với HND có tăng trưởng không? Đó, bạn Trần Hải có hỏi. Thì thứ nhất về ngành thì đó, ngành điện ổn định tăng trưởng bằng GP, đặc thù kinh doanh thì mang lại dòng tiền lớn, lợi thế cạnh tranh mạnh do ngành hiệu quả. Quản trị công ty thì chúng tôi đánh giá cũng tương đối tốt, giống như các doanh nghiệp nhà nước khác cổ phần hóa một cách tương đối minh bạch. Về cổ tức tiền mặt thì chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn thì nó là 1.500, nhưng trong rất dài hạn nó có thể đạt 2.000. Và về tăng trưởng thì đây là một doanh nghiệp vẫn còn tăng trưởng lợi nhuận trong vòng 5 năm tới, thì chúng tôi kỳ vọng khoảng độ 10%. Tăng trưởng cổ tức ấy, 10%. Thì cổ tức hiện tại khoảng 1.300, đúng không ạ? Thì sẽ tăng trưởng cổ tức khoảng 10% trong vòng 5 năm tới. Nguyên nhân do tuy HND hoạt động full công suất rồi, nhưng nó còn cái khoản nợ vay rất lớn, hàng năm trả
khoảng 1.800 đến 2.000 tỷ nợ vay, do đó giảm được lãi khoảng độ 120 tỷ, đúng không ạ? Bên cạnh đó là cũng liên quan đến lỗ tỷ giá, nó đã hết lỗ tỷ giá rồi. Thế do đó là cổ phiếu HND này định giá đâu đó khoảng độ 18 đến 22 ngàn đồng. Do đó quý vị và các bạn nếu có mua thì hãy mua chiết khấu đi để chúng ta được hưởng lợi nhuận cao hơn. Tiếp theo là cổ phiếu FPT tăng trưởng mạnh, vì sao lại đầu tư nhận cổ tức? Thì bạn Duy Tránh ở trong Sài Gòn có hỏi như vậy. Thì thứ nhất là ngành thì tăng trưởng rất mạnh mẽ và đây là một ngành toàn cầu. Thứ hai, đặc thù kinh doanh thì nó mang lại dòng tiền khá tốt, ít bị thâm dụng vốn. Thứ ba là lợi thế cạnh tranh của FPT rất mạnh và nó là hàng đầu trong khu vực châu Á chứ cũng không còn ở trong khu vực Việt Nam nữa rồi. Đó, bởi vì lợi thế cạnh tranh của nó rất rõ ràng. Đó là nó mang lại chất lượng bằng doanh nghiệp khác nhưng chi phí chỉ bằng 2/3, bằng 3/4 doanh nghiệp khác mà thôi. Tiếp theo, về quản trị công ty của FPT được đánh giá rất cao, thuộc dạng một trong doanh nghiệp đánh giá cao nhất Việt Nam. Rồi cổ tức tiền mặt một năm là 2.150 đồng. Và cái việc tăng cổ trưởng cổ tức trong quá khứ đến nay chúng tôi tính trung bình tăng 15% một năm. Và cái kế hoạch này trong tương lai của FPT vẫn được lãnh đạo khá là quyết tâm duy trì tăng trưởng 15% một năm. Thế do đó bạn có thể thấy rằng cổ phiếu FPT chẳng hạn giá 50 mà cổ tức 2.150 đồng, tức là suất cổ tức bằng khoảng hơn 4%, 4,5%, trong khi nó vẫn tăng trưởng cổ tức và lợi nhuận một năm 15% trong tối thiểu 5 năm tới, thì nó hoàn toàn xứng đáng vừa đầu tư tăng trưởng vừa đầu tư nhận cổ tức, rất tốt. Cổ phiếu QTP có gì hấp dẫn không? Bạn Lan Hương hỏi. Thì ngành thì đó là ngành điện, thì đặc thù đại loại doanh nghiệp này nó y xì như HND thôi. Cổ tức tiền mặt thì hiện tại là chỉ có 800 đồng trong năm tới thôi. Tuy nhiên là nó có thể tăng trưởng được 12% trong 5 năm tới. Thế do đó QTP chúng tôi đánh giá rằng giá trị hợp lý đâu đó nó khoảng độ 15.000 đồng. Thì quý vị và các bạn nếu có mua nó thì hãy chiết khấu một khoản kha khá để chúng ta có lợi nhuận cao hơn ạ. Đó, thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về cái chiến lược đầu tư nhận cổ tức, đầu tư nhận cổ tức, đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức ạ, và các cái cổ phiếu phù hợp. Thì quý vị và các bạn có thắc mắc gì, có trao đổi gì, có yêu cầu đặc biệt gì thì hãy comment ở phía dưới cái clip này để chúng tôi sẽ giải đáp quý vị và các bạn được tốt hơn. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn muốn đọc những bài viết thú vị, hãy vào trang web azfin.vn của chúng tôi để đọc. Ngoài ra thì hãy vào fanpage Facebook AZFin Việt Nam để quý vị và các bạn nhận được nhiều giá trị hơn. Bên cạnh đó thì kênh YouTube của chúng tôi là Chứng khoán TV gạch ngang AZFin Việt Nam cũng cung cấp rất nhiều các video về phân tích báo cáo tài chính, về đánh giá doanh nghiệp, về định giá cổ phiếu, cũng như kiến thức đầu tư cho những người từ mới nhất đến những người có kinh nghiệm nhất. Và cuối cùng, quý vị mà và các bạn muốn theo đầu tư lâu dài có thời gian thì hãy theo dõi và tham gia các cái khóa học của chúng tôi, hàng tháng có 1 đến 2 khóa. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công, hiệu quả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 9 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.